Hyundai Santa Fe phiên bản mới khoe trọn cụm điều khiển, gây thất vọng vì không được như Palisade. Hyundai Santa Fe facelift dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 5 này. Hyundai vẫn đang tất bật chuẩn bị cho ngày trở lại của Santa Fe, một trong những mẫu xe đã và đang có ý nghĩa sống còn, tới khả năng tăng trưởng bền vững, với thương hiệu Hàn Quốc khi đóng góp tới hơn nửa doanh số SUV nói chung. Dù chỉ là một bản facelift, thế hệ Santa Fe mới trình làng vào 2018, thương hiệu Hàn Quốc vẫn quyết tâm lột xác dòng SUV con cưng của mình với mọi công nghệ đỉnh cao nhất của hệ thống khung gầm đời 3 do mình phát triển, trong đó nổi bật nhất sẽ là các cấu hình chuyển động hybrid và hybrid sạc điện. Phiên bản vừa được Korean Car Blog bắt gặp cũng là dòng hybrid Santa Fe mới. Dù vậy, lớp ngụy trang dày đặc vẫn che kín phần lớn chi tiết trên chiếc SUV, chỉ cho ta một góc quan sát nhỏ đèn hậu. Khu vực đáng quan tâm nhất trên Santa Fe mới lộ diện lần này tới từ nội thất, cụ thể hơn là cụm điều khiển trung tâm, với cần gạt số dạng truyền thống thay vì nâng cấp lên loại nút bấm giống Palisade. Những tưởng có sự nâng cấp về cụm điều khiển như Palisade nhưng Santa Fe 2021 sẽ giữ yếu tố truyền thống. Theo báo giới Hàn Quốc, quy mô thay đổi trên Santa Fe lớn không kém một lần lên đời hoàn chỉnh giống Grandu trước đó từng làm. Khung gầm được cải tiến sẽ mang lại chiều dài cơ sở lớn hơn, đồng nghĩa với không gian nội thất nhỉnh hơn hiện tại. Ngoài Santa Fe, các mẫu SUV khác của tập đoàn Hyundai là Kia Sorento hay Hyundai Tucson cũng sẽ sớm được ra mắt cấu hình hybrid sạc điện trong năm 2020. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.